Một chiếc xe Tucson SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, máy xăng số tự động biển thủ đô Hà Nội lại chính thức về đội em Lê Hương các bác nhé. Sáng ngày hôm nay thì em Hương lại dừng giao dịch chiếc Tucson 2011 mang biển kiểm soát 35 về Đàm Dâu, Nghệ An. Thì ngay trong buổi chiều, anh ra trên Hà Nội lại điện cho em Lê Hương rằng: Hương ơi, anh muốn lên đời xe, em lên xem nào giả được xế hộp của anh bao nhiêu tiền thì anh bán cho em này. Thì hôm nay chính thức nhá, em Lê Hương lại về thêm Tucson. Nhưng điều đặc biệt ngày hôm nay là tức Tucson của em Hương zin đét toàn xe luôn. Máy số zin tư nhân sử dụng từ đầu, một chủ từ đầu các bác nhé. 2010, máy dọ, máy xăng một cầu. Em đang chào bán với giá cực kỳ yêu thương 435 triệu. Các bác nhìn này, gương kính cụp chỉnh từ bằng điện nhá, điều khiển từ xa, xin nhan trên gương có đèn gầm, mang biển kiểm soát thủ đô Hà Nội đây. Nước sơn màu xanh xám đẹp này, đèn pha bi cầu sáng có đèn gầm, lốp láp dày. Em này thì bốn bánh được trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn rồi. Đây lốp các bác nhá, 2010 như dàn lốp rất là dày luôn, lốp phải lốp mới rồi. Mình đã lời thêm được một dàn lốp mới rồi. La răng đúc thể thao, xin nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em rồi. Em này có xin nhan này, đấy gương kính cụp chỉnh cho em rồi. Và em đang thực sự là chiếc xe quá là đẹp luôn. Về phát này em Hương quay chụp luôn nhá, đăng là quay chụp luôn, không kịp rửa dọn gì. Gương kính này liền đời theo xe 2010 đúng không ạ? Và em này thì đây, dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi. Số tự động nhá. Em này thì hơn em 2011 là có màn hình to nhá. Có màn hình to bản rồi. Cũng là điều hòa auto đề lỗ thông minh, củ số phanh tay đẹp. Đây, bệ từ tay chống mỏi. Riêng dòng này phanh tay nó sẽ làm ở khu vực dưới kia nhá, bên cạnh cái phần bệ bên chân của mình đấy ạ, nó sẽ là phanh tay. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama toàn cảnh này, ghế da zin cao cấp theo xe còn nguyên cho em nhá, không rách vỡ mục mọt gì luôn. Ốc nhái không hề vặn mở luôn. Em Hương chỉ rửa qua bằng nước thôi là đã lên sóng cho bà con nhà mình rồi. Túi khí an toàn, trang bị hai túi khí an toàn, cam lùi, cam hành trình. Từng con ốc nhỏ nhất này, toàn loa, loa nghe to bản này, loa chép này. Đây các bác ơi, keo chỉ zin toàn bộ 100% luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson có cho em đây. Bệ thì chân, bệ bước chân lên xuống nhá. Khi mà em nó cao như này, con nhà mình bé hay là ông bà nhà mình có lên nó vẫn dễ hơn nhá. Gương kính thì liền đời rồi, lên các bác hoàn toàn yên tâm cho em ạ. 2010, số tự động, máy xăng 2 cầu, keo chỉ còn nguyên zin, mộc nguyên bản, chưa qua make up, chưa qua spa. Trưa nay em livestream xong phát là em lên Hà Nội em lấy luôn, nhập em nó về luôn. Về đến đây bây giờ là em cũng quay video luôn, bao nhiêu quay video luôn để bà con nhà mình chiêm ngưỡng này. Tết này nếu các bác ơi muốn mua xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì cứ đi Tucson cho em nhé. Dòng xe số 1 trong dòng xe phân khúc SUV 5 chỗ ngồi gầm cao này, 4 bánh trang bị phanh ABS này, biểu hiện 4WD kia, đã là ký hiệu của hai cầu nhé. Hai cầu số tự động đẹp, có màn hình to nghe nhạc giải trí, có cam lùi rồi. Và một cái khoang hành lý đáng mơ tưởng nhé. Những dòng xe như bản sedan hai đầu thì sẽ không được cái khoang hành lý như này đâu. Các bác nhìn này, thảm bệ bác chủ cũng lắp hết rồi, sạch sẽ gọn gàng. Cái phần ngăn cách này vẫn còn nguyên nhé các bạn. Phần ngăn cách thì còn nguyên này. Đấy, số tự động đây. Đèn cốp phía sau, cổng sạc 12V phía sau cũng có luôn nhé. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp cũng như sàn bệ đây. Xuất sắc chưa? Thật sự là quá là xuất sắc luôn. Còn nguyên bản cho em ạ. Quay chi tiết cho các bác xem máng lúc này. Khi xem xe các bác chú ý là gì? Máy số này, các cái bấm đinh đán này, các cái keo chỉ này. Vì em nó sẽ chứng minh rằng xe có bị đâm xô ngập nước hay không. Thì em quay chi tiết nhất để chứng minh rằng từng những lời nói, hình ảnh, video chi tiết nhất của em Hương chứng minh rằng Tucson này là zin đét cho em nhé. Ốc cabo đây, keo chỉ này, lỗ cắt thoát nước tròn xe cho em ạ. Khoang hành lý to, dài và rộng, 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động đẹp, top 1 trong dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao đây. Tay nắm cửa, lẹp chân kính này, ốp hết mạ chrome các nhỉ. Đèn hậu phía sau sáng này, ốp hết mạ chrome sáng rồi. Lốp láp đây, đấy, một bộ lốp này các bác cứ đi thoải mái xem vài năm nữa này. Tay nắm cửa này, lẹp chân kính này, vì chắn mưa, từ những cái tiểu tiết đơn giản nhất thôi bác chủ cũng dán hết rồi. Các bác về không cần phải làm thêm một cái gì luôn. Tucson các nhỉ này. Quá là chất luôn. Đây, móc khóa trẻ nhỏ thông minh, keo chỉ zin, gương thì dán hết phim cách nhiệt chống ồn, chống luôn cả nhìn trộm ở bên trong nhé. Và em này thì trang bị cho em có ghế lái chỉnh điện 8 hướng này, ghế lái chỉnh điện này, thông số này, ốc nhái đẹp luôn. Vô lăng thì tích hợp các phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. Điều hòa auto đề lổ khởi hành, cổng sạc 12V, bệ kỳ tay chống mỏi, màn hình to. Trung tâm điều khiển này là trung tâm điều khiển của cửa sổ trời nhé. Hai hàng cửa sổ trời panorama toàn cảnh cho em này, trẻ trung năng động. Khóa cầu V-size, em này sẽ là chỗ này sẽ là đạp, đây sẽ là phanh tay nhé, thay cái phanh tay đấy ạ.
Trung tâm đang để hiển thị rằng em nó là đang gì đây? Đang mở cửa nhá. Chi tiết nhất trong nội thất, ngoại thất của xe không thể thiếu đến phần trung tâm máy móc của xe. Đây sẽ là chính là lý do khi các bác có quyết định ủng hộ em Lê Hương chiếc xe Tucson 2010 này hay không nhé. Đây, số tự động gầm cao 5 chỗ ngồi, máy số zin, keo chỉ zin, tư nhân một chủ này. Em có video đi mua xe đấy ạ. Có video đi mua xe đấy nhé các bác nhé. Trực tiếp là anh chủ đấy ạ. Quá là có điều kiện luôn. Lên đời xe. Đây các bác nhé. Quay chi tiết trung tâm bộ não này. Vì đó là xe nguyên bản nên là em chưa rửa dọn gì, nên là có chỗ ít hay nhiều hơi bụi. Nhưng chỉ cần nhìn ốc nhái cho thôi, nhìn ốc zin là được rồi đúng không ạ? Máy số zin là ngon lành rồi. Cụm phanh ABS, ốc nhái lắp turbo, máng nước hai bên siêu xuất sắc luôn các bác này. Thảm chống nóng giảm nhiệt giữ ồn này, chống ồn đầy đủ cho em, còn giữ nguyên bản. Keo chỉ zin, các cái lốt cắt này các bác nhỉ, lốt cắt này nguyên bản luôn nhá. 2010 với động cơ trang bị 2.0, máy xăng 2 cầu, số tự động đẹp, có Hyundai Tucson. Trang bị đầy đủ cho em nè, xi nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh, phanh ABS túi khí, đề lồ thông minh, điều hòa auto, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android giải trí rồi. 435 triệu là giá em Lê Hương đang chào bới bán đến bà con chiếc xe Hyundai Tucson này. Bà con, cô dì, chú bác nào quan tâm và thích Tucson thì alo trực tiếp cho em qua số hotline 0354602790. Em sẽ tư vấn và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn, hẹn gặp bác vào ngày đẹp nhất, chúng ta sẽ hỗ trợ nhau cùng nhau, và chúng ta sẽ có một buổi giao lưu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.